Vâng, Patty House DK800X nhé. Máy này bị lỗi bật lên bị treo logo. Nó hiện sau khi nó loát qua cái kẻ trắng ấy, và nó vào một cái dòng chữ tiếng Anh là Patty House model DK800 và nó treo đứng im luôn. Đấy, cũng loát vào menu mất trắng. Lồng sóng. Trên cái dòng này thì một số cái lỗi khác như là có thể gặp là mất effect này, mất vang nhại này, solo nghẹt tiếng lệch vế này, solo nghẹt tiếng nhạc mic lệch vế ngõ ao, hoặc là mất kênh tiếng, mất cặp kênh. Tất cả những cái lỗi đó đều có thể sửa ok. À, có một cái pan nữa là rất khó là bật lên nó treo kẻ trắng luôn. À, bật lên phát là treo kẻ trắng đứng im luôn. Những cái trường hợp mở đèn màn cũng có thể sửa ok. Tất cả những linh kiện thay trên main board dòng này thì mình có đủ cả luôn. Này, máy lỗi tiếp nhận về sửa rất là nhanh. À, mọi người cần tư vấn hay là hỗ trợ sửa lỗi liên quan đến cái dòng con này cứ liên hệ trực tiếp mình theo số máy ở trên tiêu đề của video để gặp trực tiếp được bên nhé. Và những ai chưa đăng kênh thì mọi người có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh ngày cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đang đăng lên.